Vâng ạ, em xin chào tất cả quý chị mình đến với buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên cơ sở đồ gỗ phong thủy Hậu Nhung chúng em các bác nhé. Địa chỉ của bên em là Vân Dương Hòa Phong Mỹ Hà Hưng Yên ạ. Điện thoại là 0333462357 và 0981817345. Đó là hai số điện thoại chính bên em dùng để liên hệ với quý khách quý anh chị mình nhé các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em xin được phép giới thiệu với tất cả quý chị mình bốn cụ di lạc các bác ạ, được chế tác từ chất liệu gỗ ngọc am mọi người ơi. Rất là thơm các bác nhé. Vâng ạ, được chế tác từ bàn tay nghệ nhân số 1 tại đất làng nghề Việt Nam. Vâng ạ. Và ngay bây giờ em xin phép được giới thiệu cận cảnh cho quý chị mình xem bốn cụ các bác nhé. Vâng ạ, theo thứ tự là em đánh từ số 1 đến số 4 các bác nhé. Vâng ạ, đầu tiên là cụ số 1 này. Vâng ạ, cụ số 1 này các bác ơi. Đó. Vâng ạ, cụ này thì bên em chế tác là được 5 tiểu đồng ạ. 5 tiểu đồng mọi người ạ, 5 tiểu đồng. Đây ạ. Như anh chị mình thấy này, chất gỗ rất là đẹp luôn anh chị mình ơi. Đấy, gỗ rất là già, đặc biệt là rất là nhiều vân đá luôn này các bác nhá. Đĩa tách từ cái lông mày của cụ cũng rất là kỹ càng. Đầu tiên là anh chị em nhìn cho em cái diện mặt của cụ ạ. Miệng này, đó, rất là cân kiện anh chị mình nhá. Mũi này, từng cái đôi mắt của ngài rất là tươi, nghệ nhân thổi hồn và rất là khéo anh chị mình ạ. Rồi tiếp theo nữa là những cái trái đào các bác ạ, căng mọng luôn. Đào là biểu tượng cho sự trường thọ. Đào này được ví như đào tiên vậy các bác ơi. Vâng ạ, đục 5 cánh hoa đào này, rất là đẹp anh chị mình ơi, 5 cánh như một. Rồi là các cái lá đã bên em tỉa tách luôn mọi người nhé, không để trơn tru. Đấy, làm cho tác phẩm thêm phần đẹp hơn các bác ạ. Và ngoài ra đây ạ, những cái chú tiểu đồng cậu bé đây ạ. Đây, cậu bé đây đang bê một cái bát vàng, diện mặt cũng rất là tươi cười, phúc hậu các bác nhé, rất là tròn. Ngoài ra bên này còn có chế tác thêm một giải sâu kim tiền. Vâng ạ, giải sâu kim tiền mọi người ạ. Và đây ạ, anh chị mình có thấy này, đây là một cô bé. Đấy, cũng rất là tuyệt vời luôn anh chị mình ơi. Cô bé thì đang cầm một bát vàng và cũng đang lôi một giải sâu kim tiền. Đặc biệt là hàng đã lên tuyết rồi các bác ơi. Đây ạ, những cái điểm tuyết này lấp lánh này rất là đẹp luôn anh chị mình ơi, như là mì chính vậy các bác ạ. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị mình nhá. Gỗ già thì mới được lên được những cái lớp tuyết như này và chất vân đá này rất là đẹp anh chị mình ơi. Từng các cái bàn chân Phật cũng vậy, rất là tuyệt vời anh chị mình nhá. Đây ạ. Đó, cô bé này rất là tươi cười. Đó, hồ lô này. Đấy, một cái tác phẩm rất là nhiều chi tiết. Vâng ạ, từng cái bàn tay của Phật cũng vậy các bác ạ. Tay rất là tròn, nó rất là mập mạp, rất là một cái tác phẩm vô cùng truyền thần. Đó, cụ này có kích thước là cao 82, chiều ngang là 43 và độ dày là 23 quý chị mình nhá. Vâng ạ, bác nào mà quan tâm đến mẫu di lạc được 5 triệu đồng, đấy, cụ này là em đánh số tự là số 1. Vâng ạ, thì liên hệ với em qua số hotline như bên em vừa với ghi trên các bác nhé. Rồi đây ạ, tiếp theo nữa là cụ di lạc số 2. Cụ này bên em là chế tác là 3 tiểu đồng, thể hiện cho phúc, lộc và thọ. Vâng ạ, cũng chế tác từ bàn tay người nghệ nhân số 1 tại đất làng nghề các bác ạ. Đấy, như chị mình thấy này, cụ đứng rất là khoan thai, ung dung tự tại. Mẫu này cũng là vác cành đào, nhưng cụ này là vác cành đào bên tay trái các bác nhé. Cụ vác cành đào bên tay trái ạ. Đấy, cũng rất là tuyệt vời luôn. Đây ạ, có cả sợi sâu kim tiền, có clip, có tẻ, đều có đủ cả các bác ạ. Rồi ngoài ra những cái chằng hạt của cụ đây, anh chị mình thấy này, 10 hạt như một, rất là đều đặn. Chất vân này, các bác nhìn cho em chất vân này, nó vân rất là nhiều luôn, thể hiện cho tuổi của thọ của gỗ rất là già. Ngoài ra, tác phẩm này bên em chế tác phần dưới này còn di sản đất đá hết các bác nhá. Rồi là những cái bàn tay của Phật, bàn chân của Phật đấy ạ. Đó, được tỉa tách cũng rất là đẹp luôn anh chị mình ơi. Từng các cái giải lụa áo đấy ạ, rất là mềm mại luôn anh chị mình nhá. Hàng hoàn toàn là liền nguyên khối các bác ạ. Từng các cái trái đào thì rất là kênh bong rồi. Đấy, có thấy ngoài 5 cái trái đào. Đó, hàng nghệ nhân nên rất là tuyệt vời, rất là đẹp, đặc biệt rất là kỹ càng và sạch sẽ. Hàng vẫn để mộc các bác nhé, rất là thơm. Đó, và cụ này của em là mẫu số 2, có kích thước là cao 95, chiều ngang là 45 và độ dày là 23 các bác nhé. Đó, cao 95, rộng 45 và sâu là 23. Đây là mẫu số 2. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cụ di lạc mẫu số 2 này, thì có thể là liên hệ với em các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn, bao đẹp bao kỹ cho quý chị mình. Và tiếp theo là một cụ di lạc, cũng chế tác là 3 tiểu đồng, nhưng cụ này của em là mẫu khác so với hai cụ kia. Cụ này của bên em là cụ đứng trên một chú nghê tài lộc mọi người ạ. Cụ này của em là chế tác là chế tác là 2 tiểu đồng mọi người nhá, di lạc nhị phúc 2 tiểu đồng. Đấy, cụ này bên em cũng vác cành đào mọi người ạ, vác cành đào. Đó, cụ này của em thì đục thêm một cụ nghê tài lộc nữa. Đây ạ, em sẽ quay cận cảnh cho anh chị mình ngắm này. Trời ơi các bác ơi, tuyết lên kín rồi các bác ạ. Đây này các bác ơi, tuyết này. Ui trời ơi, cụ này tuyệt vời lắm các bác ơi, tuyết này. Quá đẳng cấp luôn, hàng này, tuyết ôi trời ơi, thơm dã man luôn anh chị mình ơi. Đó, phòng khách của quý chị mình chỉ cần đặt một cụ di lạc ngọc am
Em đảm bảo với các bác là thơm khắp phòng luôn các bác ạ. Khách ra khách vào thì vâng ạ, phải ngất ngây với cái mùi này luôn. Đây ạ, tư diện mặt của ngài các bác ạ, tròn trịa, phúc hậu, hiền hòa, từng các cái răng hôi đều tăm tắp. Đó, rồi là những cái chất vân này rất là mượt mà anh chị mình ơi, trời ơi, hàng đã lên tuyết rồi. Nói đi, trời ơi, chất vân, bác nhìn cho em là chất vân này. Tuyết rất là nhiều, lấp lánh các bác nhá. Nếu mà tắt điện đi thì tuyết nổi rất là rõ rệt luôn anh chị mình ạ. Đó, rồi là những cái cành đào này, những cái trái đào thì căng mọng. Đấy, bác thấy bọn rất là đẹp. Anh chị mình nói chung là hàng vâng ạ, quá kỹ càng bởi vì là người nghệ nhân lành nghề rồi, giàu kinh nghiệm chế tác này, quý chị mình yên tâm. Đây ạ, cậu bé thì đang đội một cái mũ này. Đó, rất là đẹp anh chị mình nhá, diện mặc rất là bầu bĩnh, rất là đáng yêu. Đó, áo và còn vâng ạ, có cả những cái dải lụa nữa, rất là tuyệt vời anh chị mình ạ. Đó, chân còn cả đi giày nữa, chế tác vô cùng là tỉ mỉ và công phu. Đây ạ, gỗ này các bác ơi, lên tuyết rồi các bác nhá, thể hiện cho cái độ tuổi của gỗ rất là già mới lên được tuyết rồi. Đấy, anh chị mình là muốn lên tuyết nữa, anh chị mình nếu mà sưu tầm về chúng ta có thể là bọc kín ủ cho em từ 5 đến 1 tuần là tuyết mọc kín luôn mọi người ạ. Đây ạ, đây ạ, diện mặt của cụ Nghê đây các bác nhá. Đó, rất truyền thần luôn. Nghê là biểu tượng cho sự chiêu tài chiêu lộc, chấn trạch trừ tà. Đấy, mang lại cái sự may mắn và thịnh vượng. Đấy, một cái tác phẩm rất là truyền thần như này. Vâng ạ, và cụ này của em là mẫu số 3. Cụ này của em có kích thước là cao trên 1m. 1m03, chiều ngang là 45 và độ dày là 20cm. Mọi người nhá, rất là truyền thần. Đấy, mẫu này của em là mẫu số 3 cả nhà nhá. Đó, mẫu số 3. Đó, cao là 1m03, rộng là 45 và sâu là 20. Đấy, vâng ạ, bác nào mà quan tâm đến cụ này thì có thể là inbox cho bên em hoặc liên hệ qua hai số hotline như bên em đã vừa ghi trên rồi ạ. Rồi các bác nhá. Và tiếp theo là cụ di lạc mẫu số 4 bác ạ. Đây ạ, cụ di lạc mẫu số 4 này thì vâng ạ, rất là điệu này. Các bác thấy không ạ? Đấy, ba cụ kia thì vô cùng truyền thần rồi, cụ này thì không kém cạnh luôn các bác ạ, rất là điệu đà, đó, phúc hậu hiền hòa. Đó, đây ạ, trước hết là anh chị em mình ngắm cho em diện mặt này. Đó, diện mặt càng bầu càng tròn là thể hiện một ngài Đức Phật Di Lặc vô cùng là hoan hỷ anh chị mình nhá. Đây ạ, diện mặt của ngài đây ạ, rất là tươi cười đúng không ạ, chất vân chất khổ cực kỳ là luật nà. Vâng ạ, những cái mẫu di lạc như này là bên em tuyển từ phôi gỗ rồi, nên là mọi người yên tâm cho em về chất gỗ các bác nhá. Đấy, trưng bày thì vâng ạ, rất là tuyệt vời luôn, bảo hành cho mọi người vâng ạ, mãi mãi luôn các bác nhá. Đây ạ, những cái trái đào này thì căng mọng. Đấy, trên đây thì có một cô bé đang bê một cái bát vàng, vâng ạ, có cả lấm linh chi là biểu tượng cho sự trường thọ. Đó, bàn tay Phật thì vâng ạ, rất là đẹp và hàng đã lên được tuyết này. Đó, nhà em tuyệt chọn rồi nên là gỗ mới lên được tuyết như này các bác nhá. Và ngoài ra thì vâng ạ, nét đục thì các anh chị mình ơi, đó, kênh bong hết ra này, móc mói hết ra, vô cùng tỉ mỉ luôn anh chị mình ạ. Đó, từng các cái giải lụa cậu bé này. Và cái tác phẩm này bên em đục là 3 tiểu đồng, chế tác là 3 tiểu đồng, biểu tượng cho phúc, lộc và thọ các bác nhá. Đó, đây của cụ này của em là mẫu số 4. Và cụ này của em là có kích thước là 96 ạ. Cao 96, rộng 42 và sâu. À vâng ạ, cao 96, rộng 40, em xin lỗi nhá, cao 96 và rộng 45 và sâu là 25. Mẫu số 4, cao 96, rộng 45 và sâu là 25. Anh chị mình nhá, chất gỗ đều là gỗ ngọc am, bao thơm bao kỹ cho quý chị mình. Đó, vô cùng là hoan hỷ anh chị mình nhá. Vâng ạ, thỉnh một ngày Đức Phật Di Lặc về để gia chủ nhà mình luôn luôn có sự may mắn này, mà mang lại cái sự tài phú và sự hoan hỷ cho quý chị mình. Vâng ạ, đây ạ, em quay cận cảnh là 4 cụ rồi. Và đây ạ, quay sang tổng thể cho quý chị mình. Cụ số 1 các bác ạ, cụ số 2 và cụ số 3 và cụ số 4 các bác ạ. Cụ nào cũng đẹp, cụ nào cũng rất là khoan thai, ung dung tự tại. Vâng các bác nhá. Đó, chế tác vô cùng là kỹ càng và tỉ mỉ các bác ạ. Và vâng ạ, bác nào mà quan tâm đến 4 cụ này hoặc vâng ạ, muốn thỉnh cụ thì có thể là liên hệ qua số hotline của bên em là 0333462357 và 0981817345 quý chị mình nhá. Địa chỉ của bên em rất là rõ ràng nên quý chị mình mua hàng cực kỳ là tin cậy và yên tâm. Địa chỉ đây ạ là Vân Dương Hòa Phong Mỹ Hà Hưng Yên, làng nghề mộc cổ truyền vâng ạ, rất là lâu đời rồi. Đấy anh chị mình nhá. Vâng ạ, và em xin đọc lại kích thước một lần nữa. Cụ số 1 có kích thước là cao 82 và rộng là 43 và sâu là 23, chế tác là từ phôi gỗ ngọc am mọi người nhá. Và cụ số 2 có kích thước là cao 95, chiều ngang là 45 và độ dày là 23. Đó. Và cụ số 3 có kích thước là cao 1m03, rộng là 45 và sâu là 20 mọi người nhá. Đấy, cụ số 3 này. Đấy, cụ số 3 là cao nhất, là có kích thước là trên 1m luôn, cao 1m03 ạ. Và cụ số 4 các bác ạ, cụ số 4 thì vâng ạ, cụ đứng rất là điệu. Đó, có kích thước là cao 96, rộng 45 và sâu là 25. Vô cùng truyền thần mọi người ơi. Vâng ạ. Đó, vô cùng là sắc nét. Đấy, và vâng ạ, em xin chào tất cả quý chị mình, hẹn các bác vào trong các video tiếp theo các bác nhé. Vâng ạ, xin chào tạm biệt mọi người nha.